Chào các bạn, hôm nay đời sống cao nguyên cùng với những nhân viên của nhà hàng Quang Hương đi vào du lịch du xuân, và là ngày hôm nay là ngày mùng 5 và là đốt Tết để chuẩn bị cho một năm mới thành công. Rồi, chào các bạn nha. Đây là anh Hưng đây, chuyên làm rạp đó các bạn. Còn mấy em nhỏ đây, mấy em nhỏ rất là hào hứng. Anh em chúng tôi chuẩn bị xuất phát nha. Đây là các chị em, ai cũng rất là hào hứng. Đây là những gọi là các em nhỏ và những lương thực tiếp tế cho buổi đi chơi hôm nay. Đó, lương thực đây. Thank you.
cái này để gọi là cái chàng để gác rồi làm gà quay đúng không? Gà quay đúng rồi. À. Gà quay. Lỡ đừng có bỏ lỡ. Đây là làm cái chân đứng để gác quà gà lên mà quay, gọi là chân gà quay. Đây bếp lửa đang cháy phừng phực, tức là để cho nó cháy hết lửa ngọn. Sau khi cháy hết lửa ngọn để còn than nữa thì mới quay gà được. Bố ơi, mới đi có một quãng đường là bà mệt rồi đúng không? Năm mới chui vô trong thác nằm ngủ nè. Ăn quá chui vô thác nằm ngủ nè bà con ơi. Chui vào thác nghỉ ngơi. Rồi. Chúc bà sức khỏe nha. Chúc khỏe mọi người. Đây là những nhân viên của nhà hàng Quang Hương đang chuẩn bị tiếp tế thức ăn. Gà nướng. Đây là gà nướng làm cái giá đỡ thế này để cao lên thì lửa nó vừa lên tới gà thì gà nó mới ngon, chứ mà nướng sát quá là cháy ăn nó không được ngon, cho nên là phải làm cùng một cái giá thế này. Đó gà thế này lửa nó vừa hiu hiu tới gà thôi, đừng có mặn, lửa đừng có to quá. Đó, này là đổ thang vào cho nó có thang. Đây là thịt nướng nha, đi chơi là phải nướng thịt, đi thác à. Đợt này hôm nay gọi là đi dã ngoại, đi dã ngoại phải nướng thịt như thế này. Đây thịt nướng. Anh đẹp nhất là ngày trước, anh đẹp quấn dây quấn lên. Nhưng mà anh đẹp cuộc sống hạ. Có được già rồi. Mình gà quay. Rồi là thịt quay luôn. Nướng nhanh mà. Đó, nướng thế này ăn nó mới chất lượng. Ai chờ cái này anh chạy như cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi đó. Chuẩn bị gà và thịt đã vàng vàng xém xém lên rồi đó. Thịt gần chín rồi nha. Vàng rồi đây. Thấy không? Thấy thịt không? Thịt đã vàng. Đó. Gà đã săn lại rồi. Nó nhìn rất là hấp dẫn. Thịt đã chín nha. Đó, nhìn thấy ghê chưa? Thấy hấp dẫn chưa? Toàn thích. Sao lại đâu rồi? Thế là ăn có kẹn nhỉ? Đây. Thịt chín rồi nha. Gà sắp chín nha. Thịt heo là đã chín nha. Gà mình. Chị thấy trong lò đầy kìa. Trong cái đồ nướng kìa. Theo ra. Thôi đâu là bột cuộn à? Ừ, lấy cuộn đi. Nắng nay có chùm chị miếng nước ngọt đi, nắng nhất quá nhưng mà uống đầy ly luôn nha, có ly á, ly có bịch cho em bịch nếu đợi tỷ đợi chứ liệt hết đợi tỷ 4 giây sang đợi chùa gọi lại. Đây thịt là chín nha, em Mến đang cắt thịt, em Mến cắt thịt là ăn rất là ngon. Đó đây thịt nướng đã chín, thịt nướng đã lên đĩa. Rồi mời mọi người vào. Tuyệt vời chứ. Lực lưỡi chứ, xanh quay đi. Thịt nướng đã chín rồi, gà cũng đã chín rồi. Để mẹ đây. Thịt nướng là phải chấm với muối ớt
đó. Mới ớt của đồng bào nó mới đúng kiểu. Rồi mời các bà vào nha. Hôm nay bà chủ nhà hàng Quang Hương cho tất cả các anh em đi dã ngoại xá chết năm mới. Đó. Thôi đùa đâu. Phải đùa. Ăn bông. Bông đèn mưa vô rồi vô nè. Đây đang ngồi dưới một lùm tre. Đó. Tất cả mọi người đang ngồi dưới một cái bụi tre đây. Bụi tre giống như một cái dù. À. Rồi, Minh Nhật đâu? Mọi người cùng cầm ly đây nè. Một. Đúng rồi, vô. Đủ rồi, ly sau lưng tay. Đủ rồi ra. Rồi nâng ly lên đi. 1, 2, 3 vô cái này nè. Vô, bắt được khách tiếp đi. Cho thấy mặt hết nha. Ai cũng thấy hết á. Sao? Cầm ly nha. Uống cầm ly nè. Cầm ly nè. Đó, hôm nay bà Bèo nổi, bà Báu nổi nổi nhất nè. Đó, bà Báu chồng nguyên một cái lon bia luôn. 1, 2, 3. Vô. Quang Hương đang giữ hành quân để chuẩn bị đi dốc lên Nha Trang. Uống đi Xuân. Ăn kia ăn lon luôn. Mày cũng lon đúng không? Thôi mà. Em quăng lon thôi nha, bầy nha. Vô rừng là phải ăn thịt nướng. Mà thịt nướng thịt nướng là phải chấm với muối. Không nói mà, này không nói đâu. Đây. Nói gì đâu. Tối nay anh đưa em về. Như này được không? Không biết. Đây, Hưng của Bèo. Anh Hưng nhà Bèo đây. Anh Hưng nhà Bèo đây. Anh Hưng nhà Bèo đây. Kìa, quay chung nha. Kìa. Rồi anh Trung nha, mắc lịch sự nha. Tối nay phải mặc đồ vào mắc lịch sự. Tối nay Trung đưa mến về. Bây giờ là Xuân đã về. Hôm nay là mùng 5 Tết. Thì tất cả các anh em làm ở trong nhà hàng Quang Hương vui Xuân ở thác Lồn Sộn. Và hôm nay để mở đầu chương trình văn nghệ thì tập thể anh em, các anh em chị em đều hát một cái bài là Xuân Yêu Thương à? Xuân Yêu Thương được. Xuân gì? Xuân nó về đúng không? Xuân Yêu Thương hát bài gì? Hát tập thể, hát tập thể nha. Con gọi mẹ mẹ đấy. Hát tập thể nha. Bán kèn hơi to là to to thế. Có anh nào muốn chơi mau vào đây rót thêm kèn tê tí. To là to tê tí bước để chân cùng đi. Mẹ thương con là con giống ba. Cả nhà ta được thương yêu nhau. Xa là nhớ gặp nhau là cười. Phân chia giọng nói tiếng cười cùng nắm tay ta kết bạn thân ái chào cho nhau những lời thiết tha chào cho nhau những gì thiết tha. 2, 3 phương trời ta về đây chung vui không phân chia giọng nói tiếng cười cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái trao cho nhau những lời thiết tha trao cho nhau những gì thiết tha. Thank you.
ho kìa. Tất cả mọi người đều say xỉn hết rồi. Thôi thì đây Thác Lồn Sồn xin gửi chào. Hẹn sang năm xin gặp lại. Và hẹn gặp lại quý vị trong sang năm 2022 quý vị à. Rồi, chào nha. Rồi, xin cứ chào. Anh Bèo nha. Hello. Sáng nào gặp lại nha. Hello. Cô Yến nha, ngày mai gặp lại nha. Rồi, đi gặp bạn đó này đấy.